Thỏa thuận tạm thời ngừng bắn và trao trả con tin giữa Hamas và Israel dự kiến có hiệu lực vào ngày hôm nay 23 tháng 11. Liên minh châu Âu đã hoan nghênh động thái này, đồng thời khẳng định sẽ tận dụng triệt để thời gian ngừng bắn để cung cấp viện trợ cho dải Gaza. Chủ tịch Ủy ban châu Âu đánh giá cao những nỗ lực kiên trì của các bên thông qua các kênh ngoại giao trong những tuần gần đây để đạt được thỏa thuận trên. Ủy ban châu Âu cũng cho biết EU đang tăng cường các chuyến hàng viện trợ nhân đạo tới khu vực này nhằm tối ưu hóa thời gian ngừng bắn. Liên minh châu Âu hiện là nhà viện trợ quốc tế lớn nhất cho người Palestine ở Gaza và bờ Tây, cung cấp hơn 1 tỷ euro trong thời gian từ năm 2021 đến năm 2024. Trong những tuần gần đây, EU đã tăng cấp 4 viện trợ nhân đạo cho người Palestine lên 100 triệu euro.